con trai gì đâu mà trắng. Trắng ơi là trắng luôn, trắng như người ta vậy á. Mà cái bự vậy phải không? Dạ, nhưng mà cái bụng á thì bự như bụng bia vậy á. Rất là chặt cái đầu công sức rồi. Tới nỗi mà hả, vợ của em á phải la ổng luôn, đuổi về luôn á. Mà đuổi ổng về là ổng đứng ngoài cổng ổng khóc. Ổng khóc vậy đó. Mẹ em phải ra năn nỉ. Thôi con đừng khóc nữa, vô đi dưỡng nó vậy thôi chứ cũng không có vấn đề gì đâu. Mà giận lên là đầu tiên là sẽ năn nỉ. Thôi em đừng giận nữa, anh xin lỗi thì nọ, anh biết anh sai rồi. Kiểu lúc đó mình đang cái nư, mình đang giận mà sao mình hả giận, mình là mình trả lời mình không giận được thì cũng im lặng thôi. Thế là ổng thấy mình im lặng, cái là ổng ngồi, ổng như tủi thân á, bắt đầu ngồi khóc. Ngồi khóc, nước mắt giống nước mắt dài đó. Sao em nhìn em lại thấy tội quá, cái phải đi năn nỉ lại ổng. Có bạn hiện giống em không? Hai giọng mặt à. Giống quá. Có, dạ. Có ai nói phu thê? Dạ, ai cũng nói gì đâu. Hãy chưa? Mời hai vợ chồng có gương mặt phu thê. Dạ. Đó, giới thiệu về mình. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thận, và dạ, chào quý khán giả. Là em tên là Cao Phạm Bình Minh, hiện tại là đang sinh sống và làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Bình Minh năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 28 tuổi ạ. 28 tuổi hả? Dạ. Trời em trẻ quá mình ơi. Bình Minh. Rồi mời em. Dạ, em chào anh Quốc Thận và chị Hồng Vân. Chào quý vị khán giả. Em tên là Phạm Bình. Năm nay em được 22 tuổi. Hiện tại em là sinh viên mầm non. Ủa tụi em cưới nhau bao lâu rồi? Dạ được 1 năm 4 tháng rồi ạ. Có em bé chưa nè? Dạ được 4 tháng rồi ạ. À vậy hả? Dạ. Nhưng mà nó nghe nè, quen lâu không? Cũng được 1 năm rồi mới cưới. Quen một chà, như vậy cũng nhanh ha. Thôi bây giờ kể cho anh chị nghe cái câu chuyện của hai em lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu, rồi em có ấn tượng gì về cái cô giáo mầm non này? Dạ là chị họ em giới thiệu. Rồi cái lúc mà gặp nhau thì em thấy bé này sao? Có đúng ý của em, đúng gu của em không? Dạ đúng gu. Đúng gu luôn. Ủa nhưng mà nó nghe nè, lần đầu tiên em gặp bé là lúc đó là gặp ở quán cà phê hay là chị họ dẫn đến cái trường mầm non mà bạn này đang làm? Dạ là qua nhà chị họ chơi luôn. Bà chị họ là bạn thân của em nữa. Nên là cứ gọi gây gú ghí với em là ông anh tao thế này thế kia rồi hiền lắm. Nhưng mà cái lúc đó là chỉ là tập trung vô học để lo tốt nghiệp đồ này nọ thôi chứ không có nghĩ là sẽ quen ông này. Thì cứ hẹn nhau đi chơi hoài nhưng mà em cứ từ chối. Cái tới hôm đó là nhà bà mở tiệc, cái mời em đi chơi xong mới gặp ông xã của em. Người gặp có thích liền không? Dạ không, trời ơi, con trai gì đâu mà trắng. Trắng ơi là trắng luôn, trắng như người Tây vậy á. Mà cái bự vậy phải không? Dạ, nhưng mà cái bụng á thì bự như bụng bia vậy á. Rất là gặp lúc đầu không thích rồi. Mà mình đã không thích là mình sẽ không giữ cái hình tượng đẹp đẽ. Người ta suy nghĩ cái gì thì cứ mặc kệ. Như vậy là sau đó chắc có lẽ là Bình Minh phải nói là liên tục dùng những cái chiêu để mà theo đuổi cô này đúng không? Dạ. Theo đuổi dữ lắm hả? Bao lâu mới dính? Cỡ 1 tháng. Nhắn tin mà cô này không trả lời. Lâu quá. Tới 30 ngày là tới 30 ngày mới dính được. Ừ. Dạ cái thời gian mà 1 tháng đó là ngày nào cũng nhắn tin. Sáng vậy là 5 giờ sáng, 6 giờ sáng vậy là chúc cô gái của tôi một ngày tốt lành đời này kia. Nhưng mà lúc đầu mình thấy rất là phiền. Được tuần 2-3 tuần vậy á thì cũng thấy hỏi hoài thì cũng thấy kỳ thôi, cũng trả lời xong rồi cái qua lại á rủ đi xem bắn pháo bông đồ. Cái em cũng đồng ý đi. Nhà em với nhà ảnh ở xa không? Xa, rất là xa. Em thì ở lúc đó ở dưới Long An lận, còn ổng thì ở bên Gò Vấp, mà muốn chạy về cũng cỡ một tiếng 15-20 phút đồng hồ. Mà thấy thương lắm ạ. Tại vì đi làm về là 8 giờ, 9 giờ mới bắt đầu tan làm. Cái giờ đó mới bắt đầu chạy xuống Long An. 9 giờ tối luôn? Dạ đúng rồi. Rồi mấy giờ về? Chơi với em đâu tới 10 giờ, 10 rưỡi cái bắt đầu phải chạy về. Về tới đó cũng đâu là gần 12 giờ kém mấy rồi. Mà hai đứa thường đi chơi ở đâu? Ở công viên ở dưới Long An hay là chơi trước cửa nhà? Dạ không có được mà đi lâu đâu. Đi chơi thì cũng quán trà sữa này nọ phải về liền. Tại vì ba mẹ em thì nói không phải chứ khó lắm. Khó ơi là khó luôn. Cứ mắng ông này hoài à. Con đi làm vậy hả? Con xuống đây đi chơi khuya vậy hả? Rồi thời gian con làm sao? Con sắp xếp làm sao? Sáng con phải dậy sớm con đi làm nữa. Rồi cứ mắng ông này hoài vậy mà. Nhưng mà mắng là mắng yêu hay là mắng thích hay là mắng... Lần đầu gặp là ba mẹ rất thích. À rất phải thích. Kể như dạ. Vậy đó. Nhưng mà kiểu cũng quan tâm á. Khi mà quen nhau rồi á là một tuần 5-6 ngày là ông chạy liên tục như vậy. Cứ tối nào cũng chạy xuống vậy đó. Dạ đúng rồi. Tới nỗi mà hả, vợ của em á phải la ổng luôn, đuổi về luôn á. Mà đuổi ổng về là ổng đứng ngoài cổng ổng khóc. Ổng khóc vậy đó. Mẹ em phải ra năn nỉ. Thôi con đừng khóc nữa, vô đi dưỡng nó vậy thôi chứ cũng không có vấn đề gì đâu. Mà khóc sao? Khóc tức tưởi hay là khóc lén la lén lút hả? Kiểu mít ướt à. Tức là khóc thầm thôi chứ không có ra tiếng, không phải là không phải vậy đúng không? Mà nước mắt tại vì buồn, tại vì tủi thân đúng không? Rồi trong bao lâu thì hai đứa được gọi là gần gũi và hoàn toàn không bị cấm cản? Cỡ đâu em là tốt nghiệp được khoảng 1-2 tháng gì đó là em lên đây học. À lúc đó là à là lên đây học. Học trên này mình ơn. Dạ. Ở đâu? Ông này chở em đi kiếm ký túc xá ở gần trường. Thuê đó. Nhưng mà ngặt nỗi không biết sao, không biết tại sao luôn.
cái trường đó lại sát cái nhà ông nữa, là đi qua đi lại rất là gần nhau vậy. Quá tiện luôn. Dạ quá tiện. Trời dạ. Thương đó, thấy tội nghiệp thằng bé. Kiên trì quá mà. Em chuẩn bị cho cái việc mà tỏ tình như thế nào? Dạ, cái hôm đó là đầu tiên là lần đi xem pháo hoa luôn. Em canh gần tới lúc bắn pháo hoa là em bắt đầu hỏi là có đồng ý làm bạn gái anh không. Mà em cứ ngập ngừng hoài, kiểu bạn cũng biết rồi, cứ kiểu nhắc em á, cứ mạnh dạn lên nói hết đi, em cứ cà lầm thì cuối cùng cũng nói được, nói hết. Dạ thì nói sao nói cái câu sao như thế nào? Dạ là em có đồng ý làm bạn gái anh không. Mà em cứ nói ngập ngừng từng chữ một. Sau đó thì bạn cũng gật đầu hết đó, thì trở về trong đường trở về cứ chọc em là sao cứ cà lông gì hoài vậy. Nói rồi đưa về tới thì có câu cổ húng một cái không? Dạ không, lúc đây em đến khi nào thì em mới ủa tỏ tình mà không có hôn luôn. Đến khi nào mới có nụ hôn đầu tiên? Sau đó mấy ngày thì mấy ngày bữa tối đây em làm xong em chạy qua. Và sau khi em tặng cho cô ấy một nụ hôn bất ngờ thì cái phản ứng của cô ấy như thế nào? Dạ bạn chạy mất cỡ, ngập ngừng không nói gì hết. Không em, nhưng mà kiểu em giật ra rồi là lúc đó là kiểu chưa có chọn vậy không đâu. Dạ mày không tính cái đó. Dạ còn cái nụ hôn là gọi là chính thức lắm là ở nhà ổng ạ. Dạ ổng. Dạ trong cái phòng của ổng thì lúc đó là em sắp về rồi thì em mới bước ra khỏi phòng. Ông kia ổng cứ đè em vô tường, ông này kỳ không cho xuống cầu thang luôn, đứng cứ chặn thết bên này và chặn tay bên kia, không có cho em đi. Sao quần đó? Dạ, sao quần. Cỡ đâu nửa tiếng đồng hồ, xong mới hôn em được. À, dạ. Phản ứng em sao? Thì lúc đó đơ ra kiểu không có biết giải thích sao. Nhưng mà em chấp nhận đúng không? Không có gì gạt ảnh ra. Dạ. Nhưng mà có lần nào mà những lúc mà em giận lên á thì ảnh sẽ thể hiện như thế nào? Em mà giận lên là đầu tiên là sẽ năn nỉ. Thôi em đừng giận nữa, anh xin lỗi này nọ, anh biết anh sai rồi. Kiểu lúc đó mình đang cái nư, mình đang giận mà sao mình hái giận, mình trả lời mình không giận được thì cũng im lặng thôi. Thế là ổng thấy mình im lặng, cái là ổng ngồi, ổng như tủi thân á, bắt đầu ngồi khóc nước mắt lắm, nước mắt dài vậy đó. Sau em nhìn em lại thấy tội quá, cái phải đi năn nỉ lại ổng. Thế là anh ơi đừng khóc nữa em, vậy thôi chứ em hết giận rồi, em không có để bụng đâu. Xong bắt đầu em phải bình thường lại rồi ổng mới bình thường lại, chứ không là cứ vậy hoài, cứ ngồi nước mắt ngắn nước mắt dài tới bây giờ đúng không em? Dạ tới bây giờ cũng vậy. Ủa giờ là các em đã có em bé rồi hả? Dạ đúng rồi. Em bé được bao nhiêu tháng rồi? Dạ 4 tháng. Vậy là mai mốt chắc nghe cả hai cha con cùng khóc chắc mẹ cũng mệt à? Dạ mai mốt gì nữa, bây giờ cũng đã như vậy rồi. Vậy đó hả? Dạ. Có cái kỷ niệm nào mà hai cha con cùng khóc không em? Thường thì bé sinh một tháng xong á thì kiểu hay bị khóc sinh lý à. Thì bé cứ khóc theo không? Dạ em bé cứ khóc tới 1-2 giờ sáng, thế là ông cũng ngồi ông cũng buồn ra, dòng mắt bắt đầu đỏ he là sắp khóc rồi. Cái nói thôi để em dỗ con cho, dỗ con xong sẽ quay qua dỗ ổng. Em khóc là vì em thương đứa nhỏ hả? Hay là em bất lực là nó khóc hoài? Dạ thấy con khóc hoài mình xót. Mình xót á đúng không? Chứ không phải là bất lực vì nó khóc hoài luôn không được. Dễ thương quá à. Dạ. Nãy giờ kể chắc anh nghĩ chắc chồng em không có thật xấu gì nữa. Có chứ ạ. Xỉa tâm xong à. Là xỉa một đầu thôi, để đó ngày mai xỉa đầu kia. Chà, vậy là tiết kiệm. Đúng dạ, không? Có tiết kiệm không? Tiết kiệm nhưng mà chỉ với bản thân mình thôi. Còn với vợ con thì rất là xả láng. Vì em muốn cái gì là anh mua cho em, chỉ trong là điều kiện của anh. Vậy là tốt. Dạ. Bây giờ dạ là cũng không phải tật xấu luôn á. Ra. Cái quần đùi mà mặc ngủ á, em mà không nhắc là 1 tuần mới thay. Là tiết kiệm xà bông. Không phải em, nhiều người đàn ông nghĩ trong đó có anh luôn á. Sao ngộ lắm nghe. Mỗi lần mà em có cái quần đùi mà em cái quần ngủ của em á, vợ em không dọn á là em mặc 2-3 ngày á. Hoài luôn á. Không phải thích lắm em, ngộ lắm em. Mặc xong là muốn mặc lại. Rồi sao nè, còn tật xấu gì nữa không nè? Hay quên lắm ạ. Có thích chơi game không? Dạ có, chơi game nhưng mà từ lúc có vợ thì hạn chế rồi. Còn vợ thì sao nè? Vợ có tật xấu gì không? Dạ. Sợ ma nhưng mà suốt ngày nghe chuyện ma, coi phim ma. Đó là cũng cái tật xấu luôn. Đó. Đó là một cái thói quen mà ai cũng là như vậy. Dạ. Mà sợ ma vậy thì nửa đêm đi vệ sinh là cứ kêu em dậy canh cửa. Dễ thương mà. Cái đó dễ thương mà. Nói nghe nè, ở nhà anh thấy em quá hiền luôn. Dạ. Vậy thì cô ấy có hiền không? Dạ có, mà lâu lâu thì nóng tính. Rồi bây giờ tật xấu, dạ. Có phải là nóng tính không? Tính nóng lắm, la là chỗ em nói chặt, kêu em đi xa ra đừng có đứng gần. Dạ không phải vậy đâu, tại vì em thì có con nhỏ, lúc nào cũng sùm xề, rồi đa phần mình dọn dẹp, mình nấu nướng nữa. Rồi ổng đi làm về một cái là chỉ muốn xài với ôm vợ thôi. Ôm vợ mà lúc đó là mình mệt rồi, người mình thì dơ nữa. Mình cứ thôi anh ra đi khi nào ổng làm xong á. Nhưng mà không, nào cũng nhào vô ôm tới nỗi mụn quạo lên, có đi ra không? Rồi em nạt nữa ổng, thế là buồn đi lên tắm rửa rồi. Tối đó em cũng phải đi quay rồi dỗ ổng lại nữa. Rồi vợ em có ghen không? Dạ có, như là hay kiểm tra điện thoại em. Rồi
không thích em nhắn tin hay là thân mật với một người nào. Không thích like trang của hot girl đúng không? Dạ. Bây giờ hai đứa có mong muốn thay đổi gì không? Dạ chắc là bớt nóng tính lại. Bớt nóng tính lại. Còn bên đây có muốn thay đổi gì không? Dạ có. Muốn ổng suy nghĩ cho bản thân của mình nhiều hơn, tự chăm sóc cặp mắt của mình nhiều hơn nữa. Tại vì ổng cứ hết làm việc thì đã nhìn máy tính rồi, về nhà thì cũng coi xem tivi mà ngồi gần quá, hay là ngồi chơi game cũng quá là gần nên lo cho em đó. Dạ. Thực ra mà nói là hai bạn này đều là nhỏ tuổi hết. Dạ. Nhưng mà chính là bạn này hơn bạn này tới nửa con giáp. Dạ. Đúng không? Như dạ. Vậy là cũng một thời gian kinh nghiệm hơn. Khoảng cách là cũng nhiều chứ không có giỡn đâu đúng dạ. Không? Nhưng mà cái khoảng cách của bạn này là ở bên người đàn ông thì bạn cũng chưa có đủ chín chắn đâu. Còn bé này 22 tuổi mà đã có em bé rồi thì thành ra là bé sẽ bị áp lực dữ lắm. Tại vì cái kinh nghiệm mà để nuôi con cũng chưa có, kinh nghiệm làm mẹ cũng chưa, kinh nghiệm làm vợ cũng chưa. Mà bây giờ cái cuộc sống thì còn phải hưởng thụ nhiều một chút, phải được đi chơi, phải được tận hưởng. Dạ. Thì thành ra là hai đứa phải nắm được cái bản chất sự việc của cái lứa tuổi của đối phương. Dạ. Để mà mình xử lý. Thành ra hai vợ chồng cứ nương nhau, chia sẻ với nhau để mà tạo ra một cái gia đình hạnh phúc. Dạ. Nghe. Dạ. Rồi, xin dạ. Cảm ơn hai. Dễ thương quá đi. Còn chú rể thì giống hoàng tử chứ không giống chú lùng. Em tự giới thiệu đi. Em tên là Hoàng Thanh, 28 tuổi, công việc hiện tại là kinh doanh. Em tên là Hồng Sang, hiện em đang là giáo viên mầm non. Cô giáo mầm non. Trong trường hợp nào mà các bạn gặp được nhau vậy? Thì lúc xưa thì em thường hay đến quán cà phê có tên là Cát Đằng ở trên khu vực em. Em đến đó một tuần khoảng 5-6 ngày để tìm một cô bạn gái cho mình. Tại vì nơi đó lúc đó là quán đó rất là nổi tiếng, đa số là tập trung nam thanh nữ tú đến giao lưu. Thì tình cờ em gặp bà xã hiện tại giờ là đang ngồi uống cà phê với bạn. May mắn cái là cô này ngồi sát mình, ngồi cách xa mình khoảng 1 mét thôi. Nên là mình có cơ hội nhìn kỹ mặt cô ta hơn, thấy cô ta rất là xinh. Quá xinh. Xinh xắn, dễ thương. Cái đó thì chắc chắn là em đúng rồi đó. Nên là tự nhủ trong lòng nếu mà có mà lần sau mà gặp cô ta một lần nữa thì nhất định phải làm quen cô ta bằng được. Đó là buổi chiều em đi học về đó, cái tự nhiên có hai anh nào cứ chạy theo sau lưng vậy á. Cứ xong là anh chạy lên hỏi, ủa nhìn em quen quen quá à. Hình như anh gặp em trong quán cà phê thì phải. Em đi luôn đến khi mà hả anh không biết anh trong đó anh nghĩ sao mà anh cứ chạy theo hoài. Cái em mới hỏi bạn, giờ sao mày, cái hai thằng này cứ chạy theo mình hoài sao? quá tự nhiên cái em nói cái bạn em mới nói là thôi cho đại đi. Cái em nói là kỳ quá à, tự nhiên hả, cho ta là bất công ta đánh giá. Cái thôi chỉ, hả? Dạ, cho số điện thoại chị. Hai đứa hội ý qua lại xong hồi nữa các em quyết định cho ảnh. Thật sự là khi cho số điện thoại thì em cũng rất là vui. Nhưng mà trong lòng hơi lo lắng, không biết là cô này có cho số điện thoại thật hay là số điện thoại giả. Thì lúc đó lưu lại là nhá máy gọi điện, nhưng mà đúng là chính xác. Rồi sau lần đó thì về thì cũng có liên lạc nhắn tin làm quen cô ta, mời cô ta đến cà phê uống nước. Khoảng tầm 10 ngày thì cô ta trả lời và đồng ý uống cà phê với em. Nhưng lúc đó cũng hơi không được vui lắm vì cô ta dẫn theo một cô bạn nữa. Nhưng mà cái mục đích của cô ta là muốn giới thiệu cái người bạn gái kia cho em. Nên cũng hơi thất vọng chút xíu. Cũng hơi sốc thiệt ha. Rồi sau đó là như thế nào mà hai đứa quen nhau vậy? Có một lần thì mà đang uống nước với cô ấy với bạn cô ấy nữa. Sao cứ cô ấy đi với bạn cô ấy hoài vậy? Không có như vậy. Thì ngày bữa đó thì trời mưa nên mà tình cờ cái là cái người bạn của cô ấy á thì có công việc phải đi về trước nên đây có cơ hội để chở bà xã hiện tại về. Thì lúc đó thì vừa ra khỏi cửa quán nước thì trời mưa tầm tã nên trời rất là lạnh. Nên nhân cơ hội đó thì chập tay cô ta và nắm tay. Tại vì hả, lúc đó em hơi bất ngờ. Tại vì trời mưa to nên em mới hả ngồi sát, tại em lạnh quá thôi. Chứ không phải là em thích anh ấy. Nhưng mà hả, lúc đó anh giật em bất ngờ quá nên em hả mới giật lại, phản ứng tự nhiên của mình mà. Cái sau tí xíu nữa mưa cũng cứ dậy hoài cho tới khi em về. Có anh, nhưng mà hả em giật lại kịp mà anh nắm được cái ngón út của em. Nắm được ngón út? Dạ. Rồi có phản kháng không mà để anh nắm luôn? Dạ để anh nắm luôn. Nắm luôn. Nắm cái ngón út từ đó về tới nhà mà còn hỏi ấm hiệu. Em sao? Vậy thì tính em đã từng nắm ngón út của một người con gái nào chưa? Nắm cái móng tay luôn. Ôi. Rồi sao rồi em quyết định tỏ tình ở cái thời điểm nào? Nhân cơ hội đó phải tỏ tình liền chứ, đúng không? Lúc đó về nhà thì em mới nhắn tin và
Nhắn tin sao? Nhắn tin nói là hôm nay rất anh rất hạnh phúc và vui khi được đi với em, nắm tay em, nắm ngón út của em. Dạ. Cô trả lời sao? Dạ lúc đó thực sự thì em cũng có bạn trai rồi. Nhưng mà em cũng nhắn tin lại cho anh ấy, nói là em thật sự xin lỗi anh, thật sự là em có bạn trai rồi. Cảm giác của người nhận được tin nhắn sụp đổ hoàn toàn là có em không liên lạc với cô ấy khoảng một tuần lễ. Thì em trong khoảng một tuần lễ đó em rất buồn, và em làm cho cô vợ một cái đĩa, trong đó có nói chung là diễn tả hết tình cảm của em dành cho cô ấy, là có lời bài hát mong là cô ấy nghe được bài hát đó là hiểu tình cảm của em, và hẹn cô ấy đi gặp mặt và đi chơi với một người có một kỷ niệm đó. Dạ. Dạ. Cô ấy đồng ý. Cái tình yêu tụi em á sống được là nhờ cái đĩa đó đó. Hôm đó là hẹn cô ta đi từ lúc 8 giờ sáng đi chơi tới 3 giờ chiều. Hai đứa đi chơi xong dạo xong rồi có ghé công viên, thì khi đó thì hai đứa mới ngồi tâm sự và em nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Thì... hình như em để em có liếc qua thì anh cũng khóc đó. Có cái chiêu đó làm trai hay xài dạ, đúng rồi, chắc vậy á chị. Đó là khóc rớt nước mắt đó. Dạ. Trời ơi, con trai nhìn con gái khóc là chịu không bao giờ nổi, nhưng mà con gái mà nhìn con trai khóc là gục liền. Hèn gì không có ai mà chấp nhận em á, tại vì em khóc không được. Đâu em nói gì nghe cảm xúc em đó. Lúc đó em thấy tự nhiên thấy mình có lỗi với ảnh quá trời luôn, với lại mình thấy cảm thấy hình như mình thương ảnh thiệt. Đúng rồi. Và qua cái đĩa nè, rồi qua những cái lời dò nước mắt của ảnh, và em đã đồng ý anh, đúng chưa? Dạ, đúng rồi. Và hai người chính thức quen nhau. Từ đó, dạ. À, quen nhau. Rồi hẹn hò nhớ nè. Có kỷ niệm vui này là lúc trước á, cô ấy và là cái niệm vui thì phải vui chứ, cái niệm vui nhiều. Khoảng thời gian đó cô ấy còn khoảng còn nhỏ tuổi nên thích đi xe đạp điện, thì thường thì có một lần thì em hẹn cô ấy đến nhà, mà cô ấy đi xe đạp điện, ở trong khi đó mặc quần sọt áo thun, nhìn rất là xịn. Thì khi đó em đang đứng với đám bạn, thì vừa có vừa đến chở em đi, thì tụi bạn mới chọc là ê mày quen mày lớn rồi mà quen học sinh cấp 3 hả? Khi đó cũng cô ấy cũng mắc cỡ là giục em đi thật nhanh, thì hai đứa chạy đi thì nguyên đám bạn nó kéo theo. Hai vợ chồng đi xe đạp điện á, đi ra bờ ruộng để hóng gió à. Mà hả đang đi mà sao cứ thấy cái gì mà cứ cười hí 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 sau lưng hoài à. cái em mới quay xuống sau em nói trời ơi anh, bạn anh đi theo mình kìa, giờ sao anh chạy từ từ anh dừng xe, anh nói tụi bay kỳ cục quá, tụi bay đi về đi để tụi tao đi tâm sự, tụi bay kỳ quá đó. Cái đám bạn anh á của ảnh á thì cứ chạy theo hoài á, cái hai vợ chồng mất hứng cái thôi giờ mình đi về đi. Hai đứa trong lúc quen nhau thì có cái xích mích gì không? Có thể nói là quen nhau hả, ngày nào cũng gặp nhau nhưng mà cãi nhau hết 4-5 lần. Ngày hầu như là hả, ngày nào cũng cãi nhau á. Cãi gì? Cãi mà có khi nào mà chia tay không? Dạ có. Có? Nhiều lắm. Chia tay lâu nhất là bao lâu? Khoảng 6 tháng. Sao vậy, cái lần đó sao mà dữ dội vậy em? Hồi đó em đi học anh văn. Đó, ở trong cái chỗ học anh văn của em á, có cái người thầy mà ảnh học chung á, ảnh cứ tưởng thầy đó để ý em. Đó, cái ảnh ghen, cái hai giờ hai đứa cãi lộn, cái anh nghỉ, anh không học nữa. Nói chung là dù chia tay mà trong lòng rất còn thương, tại vì biết trong lớp có thầy giáo đeo đuổi nên sợ mất cô ấy nên rất là thèm đó. Mà em đâu có biết đâu. Cái bữa đó thầy cho làm bài anh văn về sớm, em về sớm, ảnh tới trường em anh đứng, cái anh nói là hả, ủa em đi học sao giờ em chưa về? Em nói là ủa em về rồi mà. Nên cái ảnh cứ nói là hả, anh đứng ở trường em mà em còn nói vậy nữa hả? Cái sau cái lần đó thì nhắn tin gọi điện thoại nói sao đi về trễ, thì cái biết là em còn quan tâm còn thương. Tấm chân tình quá là lớn lao, do đó mà bây giờ mới nên duyên vợ chồng đó. Bạch tuyết và hoàng tử đã gặp nhau. Thế rồi khi mà lấy nhau á thì các bạn có bị sốc những cái gì mà lúc yêu nhau các bạn chưa từng được biết không, về nhau không? Có nhiều lắm. Nhiều lắm. Giống như hồi đó em quen ảnh á, em đâu có biết ảnh nói nhiều đâu, mà về nhà xong hả, trời ơi nói quá trời nói luôn. Mà bất cứ không biết cái chuyện gì của em cũng nói hết trơn. Mà nói là cái gì mà nói hả, 1-2 tiếng đồng hồ luôn á, mà nói chừng nào mà em phục thôi, nhưng mà em không có phục. Tưởng ra rồi. Giờ không nói lớn cũng la không rầy. Em ơi bây giờ anh thấy như vậy, nếu mà anh cứ như vậy chắc anh chết quá. Bây giờ anh tính sang thay đổi đi. Thôi qua thì ngủ một thời. Nhưng ngược lại thì em thấy thế nào về bà xã của em? Vợ rất là bướng thật sự. Tính cách của vợ rất là bướng. Và nói lúc nào cũng mặt làm này không có nghe hết. Nên là em phải nói nhiều, mà nói nhiều thì cái
Không được bao nhiêu. Vậy có nghĩa là tật xấu của hai bạn này là một sự tương tác, chứ không phải là tật xấu mà gọi là kêu hai chi nhánh riêng biệt. Cho nên nếu cộng hưởng sửa là sửa được luôn một cặp đó. Ví dụ như đây bớt bướng đi thì đây sẽ bớt cằn rằn. Bớt nói nhiều khi mà đây bớt bướng. Hy vọng là sau bữa nay về hai chồng mỗi người bớt đi một chút nha. Và nếu như có gặp lại thì hy vọng là hai vợ chồng sẽ tự hoàn thiện chính mình để làm vợ chồng hạnh phúc mãi mãi bền lâu. Cảm ơn các em. Đây nha. Rồi, vợ ngồi kia. Ngồi sâu vô. Đây đây, người quen của em đó, chị Vân ơi. Hai vợ chồng này là sâu vô. Rồi, sâu vô đi cảnh. Dạ. Rồi. Rồi, đây là hai vợ chồng mà em với Ngọc Lan đã từng đến tận nhà ở tại Kiên Giang. Ồ. Mà bỏ cửa thăm nhà rồi đó chị. À vậy đó, họ xuống tới Kiên Giang luôn. Đúng rồi. À. Cảnh khỏe hả Cảnh? Dạ em rất là khỏe. Vậy hả? Rồi. Ôi nếu mà đã là người quen của Thuận á thì giờ để chị Vân hỏi, tại chị Vân chưa gặp. Bây giờ hai bạn giới thiệu cho chị Vân cũng như là quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son một cái lý lịch trích ngang của mình đi. Dạ xin chào chương trình Vợ Chồng Son. Chào, không biết kêu chị hay cô cho phù hợp. Thôi giờ kêu lỡ kêu anh Thuận rồi thì giờ kêu chị đi. Dạ chị chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận và tất cả các vị khán giả đang xem chương trình. Thì em tên đầy đủ là Huỳnh Hữu Cảnh, năm nay 38 tuổi, hiện nay đang làm việc tại cơ quan nhà nước và đồng thời cái nghề tay trái là life coach, nghĩa là khai vấn cuộc sống. Life coach là sao? Life coach là life khai coach. Vấn cuộc sống. Khai vấn cuộc sống. Cảnh nó rõ hơn về cái công việc này. Cảnh thì cái công việc này nó cũng khá mới ở Việt Nam. Vào Việt Nam khoảng hơn mười mấy năm thì nó đang trên đà phát triển. Thì khai có nghĩa là mở, vấn là câu hỏi. Thì mình dùng câu hỏi để giúp cho khách hàng khai mở ra những tiềm năng của họ để mà giải quyết những cái vấn đề mà họ đang gặp phải, hoặc là họ đang đặt những mục tiêu hay là muốn vượt qua những thử thách thì đến với mình bằng một cái những cái câu hỏi chất lượng, bằng một cái trò chuyện chất lượng trong một cái thời gian nhất định, ví dụ như là 30 phút, 45 phút, và giúp cho họ vượt qua những cái vấn đề mà họ đang gặp phải. Nhưng mà thông qua ứng dụng gì hay là gặp trực tiếp? Mình làm việc online hoặc là offline tùy theo cái nhu cầu, khoảng cách địa lý á. Rồi hiểu rồi. Cảnh hiện giờ là ở Kiên Giang mà ở xã nào thì giới thiệu thêm đi em. Dạ em đang ở ấp Đông Thọ B, xã Thành Trị, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Dạ. Dạ. Kiên Giang lên đây đó chị. Wow. Dạ. Cảm ơn hai vợ chồng nhiều lắm. Dạ. Rồi tới em. Em dạ chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân. Em tên là Quỳnh Tú Nga, em ở Kiên Giang. Hiện năm nay thì em 31 tuổi. Dạ. 31 tuổi. Dạ. Em đang làm ngành gì? Em làm nhiếp ảnh và có công việc phụ là dạy thi lái xe. Ồ vậy đó hả, vậy thì lái xe. Dạ. Wow, biết bao giờ chị mới biết lái xe hả Bin? Ủa chị biết lái, chị biết chạy xe máy mà. Chị biết chạy xe máy mà chị không bao giờ biết chạy xe hơi là sao? Thôi, không biết chạy xe hơi là sướng nhất rồi bảo. Còn tiền đâu mà mướn tài xế hoài. Chị có nghe em nè, vợ em cũng biết tập lên, biết có bằng lái luôn rồi đó. Đi bằng lái cao điểm hơn anh luôn á. Nhưng mà lâu rồi không có lái. Cái một lần em chở vợ em đi thì vợ em nói anh ơi, anh mệt rồi, anh qua anh ngồi kế em đi, anh ngủ một giấc đi, em lái cho. Nó nói thôi đi, trời đất ơi, tôi qua tôi ngồi đây chắc tôi luôn á. Luôn khỏi ngủ luôn á. Thật ra là em hôm trước là anh chưa hỏi là em lái, em dạy lái xe mà hai bánh hay là bốn bánh? Em dạy hai bánh và bốn bánh. Bốn bánh thì em chỉ dạy lý thuyết và kết hợp với trường để dạy thực hành ạ. Nhưng mà là nghe đã có bằng lái của bốn bánh chưa? Dạ có, đã có kinh nghiệm lái xe 2 năm chở chồng đi học ở Úc ạ. Dạ. Rồi hai đứa gặp nhau trong một cái trường hợp nào, cơ duyên nào? Em chắc em kể đi ha. Tại em kể đi, em kể đi. Em gặp bạn Cảnh trong một cái buổi diễn văn nghệ từ thiện á chị. Thì lúc đó bạn cách đây bao lâu? Dạ năm 2013 hay 14 anh? 2014. À 14. Thì em đến là nhiếp ảnh là tình nguyện viên để chụp hình cho cái buổi văn nghệ đó và để dắt dìu những cái bạn khiếm thị á chị. Thì buổi diễn văn nghệ đó là tất cả đều là anh em khiếm thị để biểu diễn để gây quỹ từ thiện. Thì em nhìn thấy là trong tất cả các bạn đến diễn á thì thường thì người ta đi một mình thôi, hoặc là đi xe ôm rồi có một người chở. Thì em thấy bạn này thì rất là chỉnh chu, lịch sự, rồi từng phím đàn rất là điêu luyện, nhưng đang như là đang gọi mời có ai để ý mình không gì đó. Xong thì em nhìn xuống sân khấu thì em thấy gia đình của bạn Cảnh, tức là nguyên một cái lực lượng hùng hậu luôn,
quá. Rồi ba mẹ rồi chị em cháu gì nguyên cái hàng ghế đầu là bích hết trơn luôn. Vậy luôn á hả? Dạ. Một đại gia đình luôn. Dạ. Thì em đặt câu hỏi là ủa anh này như thế nào mà cái mối quan hệ gia đình lại gắn kết như vậy á? Tức là bạn này cũng khuyết tật, bạn kia cũng khiếm thị mà sao đi cũng mình có bạn thì phải đi xe ôm. Sao anh này ngộ khác vậy đó. Nên là bắt đầu mình để ý nhẹ cái. Vậy hả? Nhưng mà dạ. Hôm đó là chồng của em là hôm đó là cảnh là biểu diễn cái gì? Hát hay đờn hay là em hát với đàn không chị? À em vừa hát vừa đờn hả? Dạ. Wow, bởi vậy á thì cái Tuấn Tú nè, rồi Hậu Phương gọi là rần rần như vậy, bởi vì mình để ý là đúng rồi. Dạ. À bật mí với chị luôn là cảnh đàn piano rất là tuyệt vời. Không cần phải lấy tông trước nha. Chị hát bài nào tông nào là bạn cảnh theo chị luôn. Ồ, à nhưng mà chắc là trong chương trình đến thăm nhà, gõ cửa thăm nhà là đã có đờn rồi đúng không? Đờn cho em hát và cái con bé mà nó hát chinh tông em là con Ngọc Lan. Nó vẫn hòa quyện được đó. Ôi. Dạ. Rồi sau đó thì tiếp tục thì như thế nào? Làm cách nào để hai bạn quen được nhau? Em thì bạn đó thì đâu biết rằng em để ý hay em như thế nào đây. Thì có sau khi em về á thì em có nghe một cái người chị cũng khiếm thị luôn là em có quen, thì chị đó nói là để giới thiệu cho em một cái người anh này anh giỏi lắm. Mà lúc đó em cũng không nghĩ là cái bạn này nghe vậy thôi, nhưng mà sao trùng hợp là là chính là bạn này. Dạ. Ông trời ông đặt để rồi cảnh ơi. Dạ. Rồi sao lúc đó cái chị đó chị có nói với em là để chị giới thiệu cho em một bé này dễ thương lắm không? À dạ không, chắc cũng là chị nói ông trời đặt để chắc là chính xác rồi đó. Tại vì thời điểm mà Tố Nga hỗ trợ trong cái chương trình đó thì em không có biết, cái hoàn toàn không biết luôn. Thì sau đó về thì trong cái buổi liên hoan sau cái chương trình đó thì ngồi cạnh cái chị đó thì em đang muốn tìm một bạn để mà đọc sách. Đọc sách audio. Thì chia sẻ xong thì bà cái chị đó thì mới chia sẻ là biết Tố Nga đang công tác tại đài truyền thanh huyện An Minh. Huyện An Minh cũng là huyện của tỉnh Kiên Giang đó chị. Đó thì em thấy ok rồi, mình đang tìm một cái người mà đọc mà bạn này đang làm ở đài truyền thanh nữa, cho nên là em xin số điện thoại. Đưa số điện thoại của em hay là em lấy số điện thoại của Tố Nga. Dạ. Rồi em là người chủ động gọi điện cho Nga. Em nhắn tin. Nhắn tin. Chắc Tố Nga chia sẻ tại vì cái nhắn tin này làm Tố Nga tò mò hơn. Là Nga bất ngờ là không hiểu tại sao là cái như cảnh mà lại nhắn tin. Dạ đúng rồi. Em đang chạy xe thì em nhắc lại là em cộng tác với đài, tức là mình chỉ cộng tác những cái chương trình đó. Rồi xong cái lúc đó thì mình cũng ảnh cần một cái người để đọc á. Mình khi mà nhắn tin là rất vui khi được làm quen với em, mình cũng giật mình. Sao ông này ông nhắn tin được trời. Kỳ vậy. Mình phải tìm hiểu nữa là nhắn tin bằng cách nào. Nhưng mà lúc đó Nga biết là anh Cảnh nhắn tin cho mình. Dạ đúng biết không? Dạ biết. Thì cho nên Nga mới là tò mò tại sao ông nhắn tin kiểu gì đúng không? Dạ dạ. Rồi sao, rồi tìm hiểu làm sao? Thì mình cũng trả lời lại. Rồi lúc đó thì điện thoại nói chuyện, hỏi anh nhắn tin như thế nào anh nhắn tin được. Thì bạn Cảnh giải thích là có điện thoại có cái phần mềm đọc á chị. Khi mà mình bấm vô chữ gì thì nó sẽ phát đọc ra. Dạ đúng rồi. Nó có một cái phần mềm nhắn tin dành cho những người có khiếm thị, khiếm thị như là Cảnh đó. Rồi sau đó coi như là hai đứa làm sao mà coi như là xích lại gần nhau hơn nè. Thì nhà em thì cách nhà của bạn Cảnh khoảng 100 cây. Em ở dưới quê, còn bạn thì giống như ở thành thị vậy đó. Công việc của em thời điểm đó thì em đi quay, em đi chụp hình cưới rồi thêm ở ngoài đó. Thì khi chụp ở dưới quê thì em phải đi lên trên tỉnh để em gửi hình. Thì mỗi lần đi gửi hình thì em đều đi vô thăm bạn hoặc là chở bạn đi chơi á. Tại cái thời điểm đó bạn ở trên Sài Gòn, bạn học về thì cũng ít có đi đâu, vòng vòng Rạch Giá thì em tới để em chở bạn đi. Mà Nga lúc mà Nga chụp hình ở cái chương trình mà từ thiện đó. Dạ. Em có lén chụp chồng em không? Dạ có ạ. Dễ gì không đúng không? Tại vì là đường ngồi đường đẹp mà thanh em... lịch này cái nọ rồi cũng lén chụp hoài. Với lại bé nó nói chị nghi... giống như là đàn mời gọi á. Chị nghi cái bữa đó chắc là em không còn phim để chụp những người khác quá. Dạ. Em về em nhìn em thấy toàn hình của bạn Cảnh không? Đúng ngay mà bởi vậy mày là mấy mấy số chị, mấy số trong phải mấy phim. Ồ mấy số hả? Nhưng mà chị nghĩ chắc cũng chẳng còn chỗ để mà chứa những người khác ngoài hình của Cảnh. Với lại nha, em đúng ra tại vì em biết trước rồi cho nên em phải hỏi cái câu này. Đúng ra là em phải hỏi. Mà thôi giờ mật mí luôn. Chị thấy vậy đó nghe. Chứ là có trước bạn nghe là có mấy mối tình đó. Đúng không Cảnh? Xác nhận cho chị Dân. Dạ chính xác. Trời đó, có đầu quá dữ vậy hả Cảnh?
Rồi những mối tình đó tại sao lại không tiếp tục mà lại chia tay? Chắc tại ông trời chị ạ. Ừ. Ông trời nó giống như là mình chưa đúng một cái, chưa tới thời điểm mà chưa đúng con người. Chưa đúng mảnh ghép của mình ha, dạ, đúng chưa không? Đúng mảnh ghép của mình. Nó phải đúng người và đúng thời điểm nữa cơ. Dạ. Rồi đến khi nào thì Cảnh mới thấy, mới cảm nhận được rằng à, mình rất trông chờ cái cô gái Tố Nga này. Dạ. À, sao mỗi cái... lần cô ấy lên tỉnh đi rửa hình, dạ, và mình chờ đợi cổ lên và rửa hình xong và gặp mình. À, thì thật ra nó cũng quen với Tố Nga, cũng diễn ra cũng khá là nhanh á. Sau cái ngày hôm đó thì cái buổi gặp đầu tiên với Tố Nga là ngày 14 tháng 2. Ừ. 14 tháng 2 không, cũng là vô tình thôi, cũng không phải là cố ý để mà sắp xếp cho ngày 14 tháng 2. Thì gặp nhau tại cà phê Nhớ. Ừ. Ừ, tên là Nhớ. Trời ơi, uống ngay ngày 14 tháng 2 cà phê Nhớ về sao quên. Là phải hốt thôi. Thiệt tình. Ủa nhưng mà cái vô tình vô quán cà phê Nhớ hay là em cố vô, vô tình, rất là vô tình. Tất mọi thứ là trời đặt để. Trời đặt để mà em. Vô tình. Vô tình. Dạ thì vào trò chuyện với nhau thì có những điều rất là hợp. Mình cảm thấy rất là hợp. Thứ nhất là Tố Nga là một cô gái rất là, mình cảm thấy rất là đơn giản, giản dị á. Ừ. Rất là giản dị và rất là thích những cái công việc là cộng đồng, tốt bụng đúng dạ, không? Dạ, dạ, cái công việc cộng đồng là cái đó, thì cái điều đó mà em đang rất là trông mong. Ừ. Rất là trông mong. Ừ. Bởi vì là khi một người mà tới với mình á thì phải có một cái tấm lòng phải tương đối rộng một chút. Chính xác. Tương đối rộng một chút thì mình hơi tính một chút xíu như vậy. Nói tại ra thì kệ nhưng mà cũng tính. Tại vì mình đã giống như là mình đã bị những cái vết thương lòng. Dạ. Đúng không? Cho nên bây giờ là mình hơi kén chọn chút xíu. Dạ, với một điều nữa là ở bên trong tôi nghe có một sự mạnh mẽ. Yeah. Ừ, sự mạnh mẽ. Vậy lấy xe mà sao không mạnh được. Dạ. Không, chụp hình, trước mắt là chụp hình là thấy là mạnh rồi. Đúng rồi. Dạ, tại vì xe nữa là mạnh. Tại vì á, những người mà chụp hình á là cái công việc của họ giống như những người phóng viên á, tức là đi tất cả mọi nơi, gian nắng dầm mưa thì mới có được những cái khung hình đẹp nhất có thể, đúng không? Chụp máy cơ chứ không phải chụp máy số. Sau khi quen Tố Nga là em mới có cơ hội đi rất là nhiều nơi ở đồng bằng sông Cửu Long á. Đi chụp ở vườn cam, vườn quýt rồi ở biển. Rồi thôi bây giờ nè, vô cái quán cà phê Nhớ đó là nắm tay chưa? À chắc à, lần đầu tiên là không phải nắm bằng tay, tại thói quen em nắm á là nắm phía trên. Nắm khuỷu tay, em nắm khuỷu tay. Ừ. Khi mà đứng vô cái là bạn Nga mới đi yên không? À yên. Yên. Ủa để yên luôn hả Nga? Tức là nắm, tại vì em không biết mình sao á, tại vì cái năng lượng của mình là năng lượng rất là bình, nói chung rất là hiền á. Cho nên là nắm vào cô gái nào cũng rất là thoải mái thôi. Mình rất là hiền cái đó. Vậy hả? Dạ. Sao Nga đâu, để Nga nó xác nhận thôi. Nga em sao thì... Nga? Ai mà nắm khuỷu tay cũng phải không, có một cái sự thắc mắc nhẹ chứ. Tại vì em cũng cảm thấy bình thường, tại vì khi mà em đi hỗ trợ những bạn khiếm thị á thì mình cũng hay đưa cái tay như thế này. Không, khiếm thị thì sẽ không nắm vậy nha. Tức là mình sẽ đưa cái khuỷu tay và cái người bạn kia sẽ dịnh lên hoặc là để đi. Dạ, đúng còn rồi, nắm rồi, đi rồi. Như thế này thì không có nắm. Nên thì đúng lúc rồi, đó em nghĩ bình thường thôi, mình đang làm công tác mà hỗ trợ bạn mà. Thời điểm đó là có bệnh vai nữa. Tại vì vào cái lối hẹp. Tại vì cái quán nó cũng hơi nhỏ nên vào lối hẹp. Thôi bây giờ vai. Đến cái lúc mà cái đô chỗ đó là dẫn đi. Còn cái này không, để tải cái này mới vui, cái này mới vui. Tại vì tại sao mà vịnh vai mà em nhớ? Ừ. Cái thời điểm là vịnh vai mà thấy cô này thấp hơn mình. À, cái thời điểm đó em lại thấy thấp hơn. Thấp hơn. Ừ. Cái lý do. Lúc đó là bạn ấy lại chùng người xuống. À, hiểu đó. Là đã thương từ lúc đó rồi đó chị à. Nè. Bạn ấy lại, mình không biết, tức là tưởng là thấp hơn. Cái lúc mà ông vô ngồi trong cà phê Nhớ rồi đó, nói chuyện ngồi đó xong rồi thò cái tay qua đụng vô khuỷu tay đó. Dạ. Thì nghe em có thấy có một cái luồng điện nó chạy trong người. Có cảm nhận không? À, lúc đó thì chưa anh, chưa có cảm nhận nhiều, nhưng mà mến bạn này lắm. Mến rất là cái điện đâu ra mà rần rần mà lẻ vậy đó. Điện đã cảm ơn rồi, đã nói bạn Cảnh nói là bạn Cảnh rất là hiền. Thành ra là khi mà đụng chạm vô tất cả các bạn nữ thì đều sẽ có một cái phản ứng bình yên, bình thường đúng không, bình yên chứ không phải là ấy. Okay. Vậy lúc nào em cảm thấy bất bình thường đâu? Bất bình thường là ví dụ như em đi sáng tác, em đi chụp hình vườn cam vườn quýt ở Lai Dung, hay là em đi mua bông mua hoa ở An Giang, mỗi lần em gọi điện thì em rủ đi cái là gác mọi công việc để đi cùng mình. Tức là đi rồi cái dịnh cái eo để mình chở đi vậy đó. Tại đi em thì em đi một mình thì em buồn, nên là em cần một người để mà đi theo nói chuyện với mình đó. Nhưng mà bạn Cảnh lúc đó là bạn nói chuyện rất là dẻo. Bạn nói rất là, nói chung là làm cho mình muốn nghe bạn nói hoài. Đúng đó. Dạ. Tại vì ngoài cái giọng nói, ngoài cái sự lôi cuốn ra còn có cái vụ mà ôm eo ếch nữa. Dạ. Để chị hỏi cái này nha.
Không biết em đã hỏi chưa? Không hỏi đi chị. Nói nghe nè, có bao giờ mà ổng lợi dụng vô cái khiếm thị của ổng để ổng rờ lộn chỗ chưa? Đúng thương không? Đúng phải hỏi cái đó chứ. Phải hỏi cái đó chứ. Dạ, không chị, rất là đàng hoàng và nghiêm túc chị. Thậm chí là mình muốn cho ổng nhịn vô nhưng mà ổng cũng không. Mà nhờ vậy mà em cảm mến đúng không? Dạ đúng. Chứ còn mà ổng có tận dụng liên tục cái đó thì chắc là né rồi đó ha. Chưa chắc gì quen nhau. Đúng rồi. Sẽ coi thường không liền. Đúng rồi. Mà chính vì cái điều đó cho nên là em trân trọng cảm và càng cảm mến hơn, đúng không? Dạ. Rồi đến khi nào mới chính thức yêu nhau nè? Phải có cái cột mốc. Đi bao nhiêu giường cam và bao nhiêu giường quýt thì cảnh hai nhớ đứa không chính đẹp. Xác là hai đứa chính thức là coi như là không thể rời nhau ra được. Bữa trước cái vụ này là tôi cố tình tôi không có hỏi. Tôi không có hỏi con cơm nha. Là tôi biết các bạn sẽ lên chương trình Vợ Chồng Son và chị Vân sẽ hỏi. Sao? Bao lâu? Dạ thì sau khoảng, em không nhớ chính xác, tầm khoảng 1-2 tháng gì đó. Thật ra là vợ chồng em thì không có tỏ tình. Nó chỉ tới với nhau một cách tự nhiên thôi. Thì chắc có lẽ là một lần nào đó ngồi ở công viên á, ngồi ở công viên thì ngồi nắm tay và tròn vai nhau thôi. Thì thì giống như là ngầm hiểu. Em có nói gì không Cảnh? Dạ không nói gì cả. Rồi em có nói gì không? Em cũng không nói gì hết trơn. Em nghĩ là chắc anh này thích mình vậy thôi à. Rồi là chính thức là lấy cái này quen. Rồi anh thì nghĩ là chắc cái cô này cũng thích mình vậy rồi thôi chứ không có. Thì... Vậy là trong sân khấu mình á là cái từ ngữ đúng chuyên môn gọi là độc bạch trong tình yêu, tự nói ở trong óc trong não mình vậy đó. Có nghĩa là em là của anh rồi, anh không cần phải nói nữa. Bên đây dạ em cũng hiểu là anh định nói nhưng mà chắc anh nghĩ là em là của anh rồi. Đó là độc bạch đó. Rồi như vậy là thôi lấy cái cột mốc là cái ngày đó là cái ngày hai đứa quen nhau. Đúng không? Và sau khi quen nhau thì nó có những cái sự trắc trở gì hay không? Nó có những có lúc nào mà hai đứa phải xa nhau đó. Không quen những thì cái khó khăn đó. Những quen khó khăn thì quen. Cũng bình thường là lúc quen thì cũng không có cho ở nhà biết. Thì cứ sao vậy? Tại sao vậy? Tại vì lúc đó thì em cũng em sợ. Em sợ gia đình em ngăn cản đúng không? Dạ. Nhưng mà thực chất là có cái vụ ngăn cản không? Dữ dội luôn chị, bình đẻ luôn. Là khi mà đến bao lâu thì khi mà biết á, khi mà biết á thì là ngăn cản kiểu gì? Thì biết thì quen thì giấu. Nhưng mà tới cưới thì phải nói rồi, tại không nói không được, đâu có cưới được. Thì tới lúc mà bạn Cảnh nhận được cái học bổng của chính phủ Úc 2 năm để đi du học. Ủa, là Cảnh rồi. Trong thời gian hai đứa quen nhau là Cảnh vẫn học hả? Hay là sao? Lúc đó là đi làm, rồi. Mình sang học bổng. Học thạc sĩ, học thạc sĩ ạ. Học sang học bổng đó vậy? Thì có nghĩa đến lúc mà Cảnh nhận được học bổng đi Úc là gia đình em vẫn chưa biết? Chưa biết khi mà cưới á. Khi cưới rồi, khi mà bắt đầu bạn Cảnh nói với em là đám cưới á thì cũng không có chuẩn bị gì hết, bạn nói là đám cưới vậy thôi. Mình lúc đó mình cũng hơi bất ngờ á. Tự nhiên cái cưới nhà chưa biết gì hết trơn mà cưới gì mình cũng hơi rồi em phải nói đúng không? Phải nói với gia đình. Với mẹ. Đúng rồi, mẹ là sao? Mình cũng bộc bạch nói trước đó thì bạn Cảnh cũng có xuống chơi nhưng mà cứ nghĩ là bình thường thôi. Là bạn thôi. Là bạn thôi. Rồi xong rồi cái khi mà em nói thì mẹ khóc rất là nhiều. Dạ. Lý do mẹ thì khóc thì mẹ sợ khổ với thằng mẹ nói là cha nhất định xong có đồng ý, bởi vì cha em hồi xưa thì làm quân đội á, ba khó. Rồi thọt đầu thì ba cũng không có đồng ý, nhưng mà em chợt nhận ra là cha không đồng ý là do cha chưa hiểu về anh. Cha chưa hiểu nhiều về anh, mẹ chưa hiểu về anh. Ba mẹ hình dung rằng là khi một người không thấy đường thì họ có thể là đi bán vé số, đi xin ăn, bán kẹo gì đó thôi. Thì ba mẹ cũng sợ là em sẽ khổ. Đúng vậy. Dạ khổ. Thì em nhớ là lúc đó có một cái chương trình ở đài phát về những cái nỗ lực của anh lúc anh nhận học bổng. Thì ba thì thường hay coi cái chương trình vào buổi chiều. Thì chương trình đó phát đúng vào buổi chiều luôn. Thì sau khi mà cái chương trình của ba cha xem rồi á, thì sẽ phật lên cái chương trình của bạn Cảnh đây. Thì sau khi mà coi rồi thì ba cũng hiểu hết rồi, im thôi. Nhưng mà cha cũng ngầm để nói chuyện với mẹ. Thì cha cũng đó, có một sự thay đổi về cách nhìn nhận rồi. Vậy là đúng là tụi em là ông trời đặt để. Chứ ở đâu ra mà tự nhiên một cái chương trình mà ba cũng chưa coi cái đó mà tự nhiên là vô tình. Em nói vậy mà chương trình nó vũ vô phát vào giờ khuya đi. Thì bởi vậy thì sao cha coi được. Đúng không? Cả một thứ là sự sắp xếp của ông trời. Sắp của ông trời hả? À như vậy là gia đình xong nè. Rồi bây giờ cái vấn đề nữa là cái gì, là bắt đầu phải yêu xa.
Dạ. Đúng rồi. Dạ. Yêu đám cưới rồi cảnh mới đi hay là dạ đám cưới rồi mới đi đó, là đó. Em đi theo luôn. Ồ. Đúng rồi, phải đi theo. Dạ. Chứ tức là sau khi gia đình em đã đồng ý cảnh rồi là hai đứa bắt đầu cưới. Làm đám cưới. Đúng chưa? Cưới xong bao lâu thì cảnh mới đi Úc? Cưới vừa cưới xong rồi đi luôn. Tháng à? Rồi là hai đứa cùng đi. Dạ. Rồi hai đứa cùng ở bên Úc bao mấy năm? Dạ là 2 năm. Đó. Trong thời gian đó có những cái chuyện gì mà hỉ nộ vui buồn ái ố gì không? Có gì vui vui không? Chắc chắn là sẽ đặc khó biệt khăn không? Có một cái gì đặc biệt thì không? Cũng có những cái căng thẳng nhẹ, tức là bạn là người không thấy nên là cái việc học của bạn phải gấp đôi gấp ba những cái bạn bình thường. Ví dụ thay vì bạn bình thường học là 4 tiếng mà bạn phải học 8 tiếng hoặc là 10 tiếng. Đúng thì rồi. Cái thời gian bạn chỉ dành, bạn cảnh chỉ dành là chỉ học thôi. Ví dụ như bạn đi thư viện, bạn lên trường bạn học về, cái đầu tối chỉ ngồi ăn cơm được chút xíu cái vô cái bạn học tiếp. Nhiều khi cái em cũng bực bội, anh học cái gì mà anh học hoài, tức là không có thời gian để mà nói chuyện. Nói chung là cũng có cái đó thì có mình... sự gây lộn nhẹ ở trong đó, giận dỗi và tổn thương nhẹ. Đúng không? Đó chắc chắn tại vì cảnh sẽ trả lời là giờ anh không học thì chắc chắn anh không theo kịp người ta. Nhưng mà để hỏi câu này với em hỏi chưa nha. Thì chị hỏi đi, trời ơi có sao đâu. Cảnh, cái thời điểm mà em học bên Úc á, dạ, có con bé người Úc nào mê em không? Hoặc là em có say nắng bé nào người Úc không? Dạ không. Không dạ, hả? Lúc đó là chỉ tập trung vào việc học thôi. Em nói cái đó là chị tin em đó, là em không còn thời gian để em mê bé nào người Úc. Nhưng mà cái vụ mà người Úc mê em chị nghi có đó. Có không? Em đâu dám nói cho bé vợ nghe đúng không? Em cũng chưa biết, có thể cái bạn đó cũng không dám nói với em quá. Vậy hả? Nhưng mà có cái bạn nào mà ngồi kế bên em thư viện hoài không? Một bạn một đó, có ngồi không? Nói chung em quen rất là nhiều chị, quen rất là nhiều. Gặp bạn người Úc thì ít, bạn bản địa đó thì ít chút. Gặp mấy bạn ở quốc tế thì nhiều, ở nhiều Trung Quốc này, Ấn Độ, Philippines, Singapore đồ rất là nhiều. Nhưng rồi mà sao? Thì con bé nào ngoài Nga nó mê em không? Thấy chưa? Hỏi tới luôn đó. Theo em cảm nhận chắc không quá, không biết mấy bạn đó thì có thích mình không thì mình không biết. Còn riêng mình thì riêng em thì thời điểm đó là chỉ lo cái việc học thôi chứ còn nén lại tất cả, không có quan tâm nhiều việc khác nữa. Em tin không em? Tại vì thường á những người mà khiếm thị đó là cái giác quan của người ta cực nhạy, chị nói em biết. Nhiều khi ngại á, sợ nói cho Nga nghe rồi giận, ngại sợ Nga giận. Nhưng mà tại sao chị hỏi xoáy không? Chị không đốt nhà tụi em đâu. Mà chị muốn hỏi để làm chi thực sự với một người chồng như thế này. Ảnh giỏi như thế này ha, ảnh có ý chí như thế này mà nhiều những người con gái khác ngoài em ngưỡng mộ ảnh là em phải hãnh diện. Có đó chị nói nghiêm túc luôn. Em phải hãnh diện với chồng của em. Tại vì những người có những người đàn ông họ bình thường không bị một cái gì hết trơn á. Nhưng mà ngồi vậy, nhiều khi đi cua người ta cũng không ai ta để ý luôn á. Chị nói thiệt, vô duyên á. Đẹp á, vô duyên không ai để ý. Nhưng mà chồng em á mà không thèm quan tâm tới ai hết, chỉ có lo học thôi. Mà người ta mê chồng em giống như tự động em mê chồng em á. Đúng không? Là em phải hãnh diện, em không được ghen nghe chưa? Sáng diện lấy cái đó làm một cái điều mà trời ơi yêu chồng hơn nữa. Tới giờ đi học là em đâu có cần đưa đi đâu, hai ba cô gái đứng ngay cửa. Thấy chưa? Chị nghi đâu có đó. Dẫn lên trường. Chị nghi đâu có đó. Nè ghe cái coi. Bởi vì phụ nữ mà chị cảm nhận rất là hay. Nhưng mà lúc đó em nói thật đi, cái giai đoạn đầu khi mà em nhìn thấy những hình ảnh đó em có khó chịu không? Có. Em thì em không có nói dối nha, nha. Không, em bình thường. Có nhận sai cãi nha. Dạ không, bình thường. Tại không vì mình cảm động nội tâm đó là khác. Bởi vì mình thấy rằng chồng mình đi đến một cái nơi phương xa vậy á, mà được bạn bè quốc tế, được những cái người bạn á hỗ trợ như vậy á, thì mình cảm thấy rằng là mình rất là hạnh phúc về cái điều đó. Với lại một phần nữa, hai bạn này là những cái người mà hoạt động những cái công tác thiện nguyện, cho đúng không? Cho thiện nguyện. Cho nên là hai cái tấm lòng này họ gặp và họ giao thoa với nhau. Cho nên chắc chắn là ở họ có một cái niềm tin dành cho người bạn của mình rất là lớn. Rất là lớn đó chị. Với lại anh hỏi nè, em là biết lái xe hơi là ở Việt Nam hay là em qua Úc em mới biết lái? Em biết lái ở Việt Nam. Tức là trước khi cái ngày cưới á, cái bạn Cảnh nói em đi học lái xe liền, lấy nhanh góp gẽn. Góp gẽn đi qua Úc. Rồi đi qua bển xong là cái đầu tiên á là anh mua cho em một cái điện thoại, xong rồi mua cho em một cái máy ảnh. Tức là em nói là em rất là thích cái máy đó khi ở Việt Nam, là em đã có một cái rồi nhưng mà em thích cái máy đó lắm. Thì đi qua bển thì anh mua liền cho em. Bởi vì em thấy ông một con người rất là ý nghĩa, không vấn đề không phải là thương không, mà là một con người này rất là sâu sắc. Đúng tại vì sao? Mình lo học,
thì mình phải có một cái gì để cho vợ mình á, để mà lấp những cái khoảng trống mà khi mà mình học hành mình không lo được cho vợ, đúng không Cảnh? Dạ. Em cực kỳ sâu sắc luôn. Tại sao không mua cái hộp xoàn, đúng không? Của nã mấy bạn gái bà nặng mấy hộp xoàn á, tại sao không mua hộp xoàn, không đeo ngồi ngắm rồi làm gì, bộ từ sáng tới chiều ngồi ngắm hộp xoàn không? Mua cái máy chụp ảnh để cho em có thể thỏa chí tăng bồng. Đó. Hay quá Cảnh ơi, rất là hiểu biết vợ nha. Thôi bây giờ mình đến cái phần kia đi, phần kia đi. Đến cái phần mà khui tật xấu nha. Đúng vậy. À, này ở cái chương trình kia nó không có đâu. Đó là đặc sản của vợ Dùng Son đó. Nãy giờ Cảnh im ria. Đó, Cảnh im ria. Bây giờ để Cảnh nói trước đi nè. Đó, bao nhiêu lâu năm ở với Tố Nga. Dạ. Thấy không? Hiện giờ là hai vợ chồng có một cháu, một cháu trai. Ồ vậy đó hả? Ôi, trời ơi, đáng yêu vậy. Sáng suốt và rất là nhanh. Ủa, rồi bây giờ đang ở với ai? Đang gửi bé ở nhà của người quen á. Vậy hả? Dạ. Ở lên đây. Dạ lên đây luôn ạ. À. Đó, thôi giờ Cảnh. Dạ. À, em cảm nhận về những tật xấu của Nga nó là những cái nào nè? Dạ, xét về tổng thể thì vợ em là tuyệt vời. Xét về tổng thể. Nhưng mà còn tuyệt vời hơn nữa. Tức là thứ nhất là em hay nói về em là hãy quay lại chính mình mà chăm sóc mình nhiều hơn. Thì bạn Tố Nga thường thì ít khi chăm sóc bản thân mình nhiều. Cái thứ hai nữa là tập chậm lại một chút. Tức là bạn nên chậm lại một chút. Chậm lại một chút. Bạn thì bạn ấy công nhanh lắm, người rất là nhanh nhẹn. Nhanh nhẹn làm rất là gọn gàng. Và cái việc mà mình cần điều chỉnh đó là cái chậm lại để cho một cái thứ nó trơn tru hơn. Ví dụ như là thỉnh thoảng đi mang dép chiếc này chiếc kia chẳng hạn. Vội quá, chiếc này chiếc kia hoặc là mang quên đồ. Ví dụ như lên chương trình này là em có tham gia chương trình Aikido Thế Giới Là Yêu Thương á, thì mang hai bộ đồ võ phục lên mang theo. Nhưng mà bạn ấy lại quên mất tiêu. Quên mất tiêu để ở nhà. Ví dụ vậy thì bạn ấy công việc rất là nhanh, làm rất là nhanh nhưng mà đều là mà chưa hơi, kỹ, hơi, đúng hơi không? Vội. Nó chưa thì hơi vội đó thì nó dẫn tới nhiều việc ảnh hưởng đấy, như khi bị đứt tay rồi nè. Rồi bị này bị kia gì đó thì nên chậm lại một chút. Để em nói một chút xíu về vấn đề này. Không biết anh nói có đúng không nha. Không biết anh nói đúng không nha. Một phần nữa là từ lúc mà lấy vợ về là Cảnh mặc dù vậy đó nha, chứ là bao giờ cũng dành làm công việc với vợ, đúng không? Dạ. Đúng không? Đúng. Cho nên chính vì thế Nga rất là sợ Cảnh nó làm việc, cho nên rất là muốn vội vã để làm mọi thứ, để làm cho mọi thứ, để cho Cảnh đừng có cơ hội làm. Dạ, ăn cơm xong là dành rửa chén, có khi hai vợ chồng cứ ngay cái chỗ rửa chén đẩy qua đó, đẩy lại hoài vậy. Và chính vì vậy bạn này là bao giờ cũng muốn nhanh để mà dành cái phần đó để mà có thể chăm sóc cho Cảnh được nhiều hơn. Chị hiểu rồi. Đó. Nhưng bây giờ ngược lại thì Cảnh lại muốn vợ thay đổi như vậy. Vợ thay đổi là thôi cứ chậm lại đi em. Thực ra cái việc mà ảnh giúp em nó nhiều khi nó cũng là một cái niềm vui của ảnh. Tại vì nhiều khi anh xác. Đúng không em? Tại vì nhiều khi anh làm việc đầu óc nhiều quá. Anh có muốn có một cái niềm vui gì khác ngoài cái công việc thì em cứ để cho anh làm đi. Đâu có sao đâu cưng. Em hay nói với Tố Nga là người ta bỏ tiền ra để đi tập rửa chén mà, đi thiền đó. Thì ở đây mình cho anh xin phép mình nhận cái này anh làm như là không có tốn tiền, mình được thiền trong chén rồi mình không có tốn tiền nữa. Đúng rồi. Còn mình á thì kệ, mình đứng mình quan sát. Để có cái gì thì mình hỗ trợ, kệ, để mình tận hưởng niềm vui của ổng. Đúng vậy. Đó, mình tiếp ổng. Dạ. Đúng rồi. Để cho ổng làm chính, mình làm phụ. Đúng rồi. Bây giờ Cảnh ơi, còn thật xấu gì nữa không Cảnh? Sao nè? Đó là chưa thật sự cam kết những cái điều mà mình làm á. Ví dụ như là tập thể dục chẳng hạn, thì được gọi là ngày đầu tiên rất là hào hứng, ngày thứ hai cũng còn hào hứng, nhưng mà ngày thứ ba bắt đầu là nó lụi tàn. Vậy ném về cả thèm chóng chán ha. Đây nghĩa là ngày đầu ngày hai tập ghê lắm, cái ngày thứ ba anh ơi giãn cơ rồi. Thì đó, thì cái này thì nói chung là mình có nghĩa là muốn vợ tập thể dục đều đặn, đúng không? Dạ đúng rồi, từ ngày xưa là đầu tiên em quen em tặng cho cặp tạ rồi mà. Tặng cho một quả bóng yoga, hai quả chứ. Bị bể hết hai quả luôn. Còn hai cục tạ kia không biết cho về đâu nữa. Đây cũng là một phần động viên mà cử tạ đó nha chị. Wow, trời ơi. Hôm giờ nói tóm lại là ở vợ mình á, em mong muốn vợ mình thay đổi điều gì nhất? Điều thứ nhất là là em cái kỳ vọng thôi, cũng nói cũng không có mong muốn nhiều để mà gọi là mình stress với mình, stress với vợ. Thế thì kỳ vọng mình, vợ mình là quay lại bên trong chính mình, đó là chăm sóc mình thôi. Cái điều đó là điều quan trọng nhất. Chăm sóc chính mình có nghĩa là vừa chăm sóc về sức khỏe cũng như chăm sóc về cái nhan sắc của mình. Tuy rằng là mình rất là đơn giản thôi, nhưng mà mình cũng phải có cái cách chăm sóc yêu quý bản thân mình hơn. Thì em chỉ có gọi là mình kỳ vọng vậy thôi.
sức khỏe về tinh thần cũng như sức khỏe về thể chất luôn. Dạ đúng. Mặc dù là khóc đó, Nga nó khóc luôn á, cảnh Nga xúc động lắm luôn á. Khi mà em về dưới nhà đó hôm nay á, chị biết không, nhìn tối Nga chị thấy rất là đẹp, rất là xinh đâu. Và khi mà về dưới Kiên Giang á, nhìn thấy Nga cũng như là rất là giản dị luôn kìa, rất là giản dị, một áo thun với một cái quần jean đó, mà rất là tất bật trong công việc đó. Và cái điều mà cảnh mong muốn của Nga nó là, anh nghĩ là nó là một cái điều rất là hợp lý. Dạ hợp lý. Rồi bây giờ tới Nga đó. Sao tật xấu của anh là những gì? Xúc động quá nói không được. Biết sao không, thôi em xúc động em cứ khóc đi. Đời không việc gì mình phải ngăn những cái dòng nước mắt, tại vì thực ra cái xúc động này cũng là một cái sự hạnh phúc, là bởi vì thực ra là chồng mình á là rất là thương mình, rất là quan tâm cho mình. Nhưng trong đó nó cũng có những cái mình nghĩ về cái hoàn cảnh của mình và mình nghĩ là mình sẽ không thể thực hiện được những cái mà chồng mình mong muốn, bởi vì mình rất nhiều thứ mà mình không thể vượt qua được. Ví dụ như là đó, đúng không? Em là đôi mắt của chồng, em là, nói chung là em là cái điểm tựa cho thằng con trai của em về tất cả mọi phương diện, đúng không? Là chị hiểu được cái suy nghĩ của em. Nhưng mà như vậy nè cưng, tại vì mình không muốn, tại vì mình nghĩ là mình thôi cứ như vậy cũng được rồi, tại vì anh cũng đâu thấy mình đâu mà mình cần phải trau chuốt, mình cần phải xe xua làm gì. Trong khi đó mình cứ để thời gian đó hoặc là tiền bạc đó để mình lo cho chồng mình, lo cho con mình thì hay hơn. Ví dụ đó, trong đầu em nghĩ vậy, nhưng mà chị nghĩ là cũng chưa đúng lắm đâu. Tại vì em nên nhớ là có một người đàn ông nhỏ trong gia đình em nữa, đó là thằng con trai của em, đúng không? Nó cần phải có cái cảm nhận với mẹ mình như sau. Mẹ mình phải là một người phụ nữ không thua gì những người mẹ của những người bạn mình. Ví dụ như là nó thấy mẹ của bạn nó là phải đánh son, lâu lâu đánh son nè, xức dầu thơm nè, uống tóc nè, hay mặc đầm, ví dụ vậy. Nó cũng muốn mẹ mình như vậy. Đó là một cái. Cái thứ hai là cảnh muốn rằng cái đứa con trai á, nó phải cảm thấy rằng mẹ mình là người hạnh phúc. Thì như vậy nó sẽ yêu thương cái gia đình của nó hơn, và nó thấy rằng là vì mẹ hạnh phúc với cha, cho nên mẹ mới là người như vậy, mẹ mới trau chuốt, mẹ mới lo cho bản thân mình như vậy. Chứ không á thì cái cảm nhận của nó sẽ thấy là ủa, bộ mẹ chán đời lắm hay sao mà lúc nào thấy mẹ cũng không có chịu lo gì cho bản thân. Đó, mà con nít bây giờ nó lanh lắm nha em. Nó rất là hay, nó sẽ so sánh hết mọi thứ. Và có đôi khi là có đứa nó nói với mình, nhưng cũng có những đứa nó không nói, nó cứ để trong bụng nó thôi. Đó, nhớ nha em. Đúng không Cảnh ơi? Dạ, Cảnh hoàn toàn đồng ý. Có đúng ý của em muốn không? Hoàn toàn đồng ý. Thật ra những cái lời chị Hồng Vân chia sẻ nãy giờ thì bạn Cảnh cũng đã từng, trong bữa cơm gia đình cũng từng nói với em. Nói với em rồi, dạ. Nhưng cái thứ hai một phần nữa là Cảnh cũng rất là muốn lắng nghe, nghe những cái lời khen của những thành viên trong gia đình. Ví dụ, ôi trời ơi Cảnh ơi, hôm nay vợ mày xinh quá. Hả? Hôm nay vợ mày điệu quá, vợ mày điệu quá Cảnh ơi. Trời ơi, hôm nay đánh một cái son đẹp quá. Đúng không Cảnh? Dạ, đâu đó anh nói chính xác. Dạ. Mình nghe những cái lời khen của các thành viên trong gia đình, thậm chí hàng xóm luôn. Khen vợ mình đẹp, mình vẫn hạnh phúc. Đúng rồi. Dạ, chính xác. Thôi bây giờ tới nghe đó. Ừ. Em khui tật xấu của Cảnh đi. Anh bữa trước anh không hỏi vụ này nghe. Nói chung về trong gia đình thì bạn Cảnh rất là tốt, rất là hoàn hảo rồi. Tuy nhiên thì chỉ có những cái nhỏ bình thường thôi mà em muốn anh thay đổi nhẹ xíu thôi. Ví dụ thì anh chắc có lẽ là do anh không thấy nên là anh hơi chậm. Mà chậm là chậm quá luôn. Ví dụ như 7 giờ, quy định là 7 giờ 10 là ra khỏi nhà đi làm. Tới cơ quan thì 7 giờ rưỡi. Thì ra bắt đầu 7 giờ 10 anh ta bước ra ngoài, phải không? Mò đi vô, phải đi vô không biết làm gì, vuốt tóc hay là không biết làm gì nữa, là mới đi ra thêm quận nữa, lúc nào cũng phải lố giờ. Nhưng mà thời gian gần đây thì cũng cân bằng nhẹ lại xíu rồi. Nhưng mà ví dụ nó đúng giờ luôn nữa thì nó ok hơn. Rồi, tật xấu là gì? Dạ. Tật xấu là ghê gà đó. Ghê gà. Dụ như trời mưa đúng không? Em bưng nguyên gỗ đồ vô, em làm nhanh mà. Em lấy nhanh đặng em chồng lên cao này. Em kêu anh tiếp em. Không, chậm không đi đây. Đổ hết trơn. Tức là thay vì ý là đi nhanh chút xíu để cùng bợ, tại vì em thấy nó nặng á. Thì kêu là anh ơi tiếp sắp gớt rồi. Thì anh đi lại thì nó gớt nó tiêu. Rồi còn gì nữa không? Đó,
Mong muốn gì nữa hả? Thức khuya không nè? Dạ thức khuya là dữ lắm luôn. Sau này thì cũng bớt lại rồi, tức là anh học á. Anh học rất nhiều, tức là anh hay nghe tiếng Anh rồi anh hay tìm tòi anh học. Học thường là có những lớp hôm trước là anh học lớp tới 11, 12 giờ luôn. Mình cứ, tại vì ban ngày chồng đi làm, ban ngày đi làm thì buổi chiều ăn cơm. Có một giai đoạn là ăn cơm xong là anh vào học liền, học tới 12 giờ. 4 giờ sáng thức dậy học tiếp. Vừa học là vừa tập thể dục, vừa tập võ, vừa... Ôi, nhiều lắm. Tức là có khi chỉ có ngồi ăn cơm thì vợ chồng em mới nói chuyện thôi. Còn không thì không có luôn. Nhưng mà trong cái giai đoạn nó qua rồi. Sau này khi mà chớp chớp con em á, em không có, em suối quá, con kêu con ơi, kêu cha vô chơi với con, cái đầu mỗi khi mà cần cái đầu nắm tay ba vô chơi với con đi, cái đầu bạn cảnh này nghe những cái lời của con trai cái đầu không chịu được, tức là gác bỏ mọi thứ để đi qua chơi với con. Thì sau này bạn cũng cân bằng lại một xíu rồi. Thì chơi với con chắc chắn là phải chơi với mẹ rồi. Dạ. Và em mong muốn rằng anh bớt cái việc, nói chung là học thì là tốt đó, nhưng mà biết cân bằng lại. Dạ, cân bằng lại chút xíu. Đúng rồi. 4 giờ là thức dậy múa giỏ rồi đó chị. Thôi đúng rồi đó, tại vì chị nghĩ là cái tâm lý của Cảnh là Cảnh muốn mình, tại vì mình đã bị thua thiệt người khác ở một cái khía cạnh rồi, thì bây giờ muốn dùng tất cả những cái khác để mà bù trừ lại. Thì tất cả cũng chỉ là để muốn là cho vợ và cho con mình thôi. Ngoài cái việc hãnh diện về mặt tinh thần ra thì còn về vấn đề vật chất nữa. Lo được cho gia đình bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Tuy nhiên là cái mong muốn của vợ em là hoàn toàn hợp lý đó Cảnh. Bởi vì thực ra mà nói, một cái người vợ, cái điều mà người ta mong muốn, chị không biết là những người khác như thế nào, chị nghĩ là chắc Nga cũng giống như chị á. Có nghĩa là cái điều mà mong muốn nhiều nhất ở chồng không phải là tiền bạc, cũng chẳng phải là những cái danh vọng hư ảo gì ở đâu mình không biết. Cái cần nhất là chồng mình sức khỏe nè, được ở bên cạnh chồng càng nhiều càng tốt, tức là cái thời gian để dành cho nhau nhiều hơn đó. Bởi vì thì cuối cùng vẫn là sức khỏe, bao nhiêu tiền cũng không thể mua được cái sức khỏe của mình. Chị nghĩ là như vậy, cho nên thôi hai vợ chồng á, nhất là Cảnh á, cố gắng dành thời gian nhiều cho vợ và con mình một chút nghe. Nhưng một phần nữa là Cảnh là một cái tấm gương mà không bao giờ chịu coi như là dừng lại, mà luôn luôn học hỏi, luôn luôn tiếp nhận và đón những cái mới. Thì một đó. Phần nữa là để bảo vệ tất cả những người thân yêu trong gia đình đó. Nhưng mà em ơi, chúc mừng em là bởi vì em có một người vợ vừa đảm đang mà cái thứ hai vừa biết coi như là biết làm việc, luôn luôn đồng hành với em trong công việc, cho nên thôi phải cân bằng lại. Đúng rồi. Để mà chúng ta tận hưởng cái cuộc sống. Đúng tận rồi. Cuộc sống hôn nhân gia đình phải tận hưởng em ơi. Thiệt. Mẹ Cảnh. Dạ. Rồi. Cảm ơn hai vợ chồng nha. Dạ. Muốn nói gì, muốn nói gì với chồng không? À, chồng muốn nói gì với vợ không? Dạ. Em nói trước đây. Anh nói trước đi. À, em cũng rất là biết ơn chương trình Vợ Chồng Son đó, như mình có một cái thời gian hai vợ chồng cùng trò chuyện với nhau, cùng với chị Hồng Vân cũng như anh Quốc Thuận, để mà tâm sự nhìn lại cái bức tranh cuộc sống của gia đình mình. Những cái khía cạnh mà tuy rằng là nó, mình tưởng rằng nó nhỏ nhưng mà nó ảnh hưởng rất là lớn trong cái cuộc sống của mình. Thì đúng là thời gian này em bắt đầu có sự cân bằng lại rồi, bằng chứng là em đã chọn một cái ngách, đó là em làm về khai vấn cuộc sống đó, là mình cân bằng về cuộc sống. Thì chính bản thân mình là ứng dụng ngay bản thân mình để làm sao đó trong mỗi buổi tối khi mình làm về là có những cái giờ chơi rất là chất lượng với vợ, với con mình, hoàn toàn có mặt ở đó, chứ không phải là mình có mặt ở đó mà cái đầu mình cứ nghĩ vào những công việc hay là những cái điều khác. Thì đó là cái điều đầu tiên. Và điều thứ hai thì em lại lặp lại cái câu nói mà em cũng hay nói với vợ em, với mọi người á, là cái ước nguyện của em, ngoài cái việc mà về cái mặt xã hội thì mình không nói tới, thì nói về gia đình á, là ước nguyện của em là mong muốn đưa cho vợ con em là chu du khắp thế gian. Đó là cái ước nguyện rất là lớn của mình. Dạ, thì em nghĩ là em sẽ có một sự ủng hộ đâu đó. Về cái điều kiện chắc có thể là như chị Hồng Vân nói là ông trời đặt đẻ vậy đó. Thì sẽ ủng hộ mình về cái ước nguyện này, sẽ có dịp luôn. Là con là mấy tuổi rồi cưng? Con 3 tuổi. Được 3 tuổi rồi đó. Làm sao mà đi từ cái thời điểm này cho đến con lúc con 7 tuổi đó là đẹp nhất, vì là sau đó bạn phải đi học. Hay đi thì hay kết hợp với ví dụ như bạn muốn đưa hai mẹ con đi Đà Nẵng thì bạn đăng ký những cái giải chạy
marathon ở Đà Nẵng, bắt đầu vừa đi chơi mà vừa đúng rồi. Rồi bạn đi ông trời sẽ đem đến cơ hội cho hai tụi em để đi vòng quanh thế giới, cái đó nói thiệt luôn. Rồi nghe, con muốn nói gì chồng ham? Nói chung thì em thì hôm nay em lên em cố gắng cho mình đẹp nhất có thể để ghi lại cái khoảnh khắc của cái chương trình đó. Thì em cũng sẽ đồng ý với anh là sẽ chậm lại và sẽ chăm sóc bản thân nhiều hơn. Và sẽ nói chung là sẽ cùng anh và con đồng hành đi trên cái mọi nẻo đường mà anh bước. Lại neo cảm xúc. Neo cảm xúc mới được. Rồi. Cảm ơn hai bạn nhiều nha. Cảm ơn hai bạn chào cảnh và tối nghe nha.